Nhìn những hình ảnh vừa rồi mới thấy là các thầy cô cắm bản đã phải vượt khó vượt khổ như thế nào để tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ đến trường và xin được chúc cho các thầy cô trên cả nước nói chung cũng như là các thầy cô cắm bản nói riêng sẽ luôn chân cứng, đá mềm để tiếp tục với sự nghiệp chồng người. Còn tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết của biên tập viên Minh Duy. À, xin chào anh ạ. Chiều nay ở Hà Nội nắng mạnh và nóng, khả năng tối có mưa rào giải nhiệt không ạ? Vâng, anh hạnh phúc. Theo dự báo tại thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào, nhưng mưa sẽ xuất hiện muộn về khoảng thời gian nửa đêm. Cường độ cũng không quá mạnh như đêm qua, chỉ là kiểu mưa rào nhẹ đôi lúc. Còn trong tối nay thì trời vẫn sẽ có những khoảng tạnh giáo, quý vị có thể tranh thủ xuống phố tận hưởng nốt không khí của kỳ nghỉ lễ. Nhiệt độ vào lúc 22 giờ ở ngưỡng là 30 độ C. Sang ngày mai khi mọi người trở lại với các công việc thường nhật, Hà Nội sẽ lại nắng mạnh. Trưa chiều nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng là 35 độ C. Chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nay trời cũng đôi lúc có mưa rào, xen kẽ với những khoảng tạnh giáo. Về đêm muộn thì trời càng mát mẻ, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất ở ngưỡng là 24 độ C. Về diễn biến cần bão số 3, chiều tối nay bão đã mạnh nhanh chóng mạnh thêm cấp 2 so với hồi sáng, cường độ đạt cấp 10 giật cấp 12 trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo là 3 ngày tới thì bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh lên khi đi sâu vào biển Đông. Đến 16 giờ của ngày mùng 6 tháng 9 thì bão có thể đạt cường độ cấp 14, giật cấp 17 khi ở trên vùng biển phía bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Khả năng rất cao bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào cuối tuần này. Vừa rồi là các thông tin thời tiết, còn bây giờ xin được tiếp tục với các thông tin khác của chuyển động 24 giờ.